Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đã bao giờ thử giữ thăng bằng trên một chân chưa? Một chân á, dễ ợt, ôi ngã mất tiêu rồi. Thế mà có một số loài chim đứng bằng một chân dễ như ăn kẹo, thậm chí cả lúc ngủ cơ đấy. Trong đó không thể không nhắc đến chim hồng hạc. Vậy thì hôm nay chúng mình cùng vẽ một chú chim hồng hạc đứng một chân xem nào. Yeah. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBoss Kids Coloring. Trong tiếng Anh, chim hồng hạc là flamingo. Đầu tiên, chúng mình vẽ đầu và cổ bạn ấy như thế này, giống số 2 thế. Đây là cánh, lông đuôi và bụng của bạn ấy. Còn đây chính là đôi chân dài khẳng khiu chứ danh của hồng hạc. Nhìn như hai cánh cây khô vậy, thật là ngộ nghĩnh. Hồng hạc có mỏ lớn, nhọn và cong ở đầu mỏ nhá. Vẽ cả mắt và mũi cho bạn ấy nữa nhé. Và đặc biệt là bạn hồng hạc của chúng mình đang ngậm một phong thư ở mỏ đấy. Lâu nay chỉ nghe thấy bồ câu đưa thư, cùng lắm là những chú chim cú đưa thư trong phim Harry Potter, chứ đâu có hồng hạc đưa thư ta. Thì chú hồng hạc của chúng mình đi nhận thư chứ không đưa thư nha. Vẽ thêm vài trái tim xung quanh bạn ấy nữa cho dễ thương nhé các bạn. Vẽ như vậy là ổn rồi nha. Tiếp đó chúng mình làm gì đây? Tô màu thôi chứ còn gì nữa. Đúng như tên gọi, hồng hạc là loài chim nổi tiếng với bộ lông màu hồng, nên chúng mình lấy các lọ màu hồng để tô màu cho bạn ấy nhé. Đầu tiên là lọ màu hồng nhạt nào. Trong tiếng Anh, màu hồng nhạt là light pink. Thực ra thì màu sắc lông của hồng hạc có thể thay đổi chút ít, từ hồng nhạt cho đến đỏ thẫm, thậm chí có màu cam, tùy theo môi trường sống và thức ăn mà chúng tiêu thụ. Thức ăn yêu thích của các bạn ấy là tàu đỏ đấy. Chính vì thế mà lông các bạn ấy có màu hồng chăng? Nếu chúng mình cũng ăn nhiều tàu đỏ thì da của chúng mình có biến thành màu hồng luôn không? Ồ không đâu. Tô luôn màu hồng nhạt cho đôi cẳng chân của bạn flamingo nhé các bạn. Tiếp theo chúng mình lấy lọ màu hồng đậm ra nào. Tô cho vài chiếc lông của bạn ấy màu hồng đậm nhá. Nếu màu hồng nhạt là light pink thì hồng đậm là dark pink. Tô luôn màu hồng đậm cho vài trái tim xung quanh bạn hồng hạc của chúng mình nữa. Với mỏ của bạn ấy chúng mình tô màu vàng nhá, nhưng không tô cho phần đầu nhọn của mỏ nhé. Màu vàng là yellow. Tô luôn cho sát niêm phong trên phong thư cũng màu vàng nào. Và hai trái tim còn lại mà chúng mình chưa tô, bây giờ cũng tô màu vàng luôn nhé. Phong thư của chúng mình màu gì đây ta? Màu xanh lá và xanh dương kết hợp nhé. Được luôn, xanh lá là green. Tô màu cẩn thận nha các bạn, không là tô luôn vào mỏ của bạn ấy đấy. Hồng hạc là loài chim không chỉ có màu sắc đẹp đẽ và độc đáo, mà còn có hình dáng thanh cao, sức sống bền bỉ, nên chúng còn được gọi là chim tiên đấy. Chim tiên cơ à? Đúng vậy. Vừa nãy chúng mình tô màu lông của bạn hồng hạc hơi nhạt chút, nên giờ chúng mình sẽ tiến hành tô thêm một lớp màu hồng cho bạn ấy nhé. Tô lại phần đầu, cổ, bụng và từng cái cánh của bạn hồng hạc nữa. Lần tô này khiến cho các rìa cánh của bạn ấy bị mờ luôn rồi còn đâu. Không sao, chúng mình sẽ tô đậm lại sau nhé. Tô màu hồng thêm cho cả đôi cẳng chân khẳng khiu của flamingo nữa nhé. Đôi chân nhỏ mà có võ, vì các bạn ấy có thể đứng một chân hàng giờ liền. Bước cuối cùng rồi đây, tô đậm lại toàn bộ đường nét cho bức tranh hồng hạc của chúng mình thôi nào. Chim hồng hạc thường sống theo bầy đàn ở ven các hồ lớn hay các đầm nước nông. Để ngắm hồng hạc ở Việt Nam, chúng mình có thể đến các khu vườn thú lớn nhé. Vậy là chúng mình đã vẽ và tô màu xong cho bức tranh hồng hạc rồi. Bạn ấy đang tiến đến gần một hòm thư, thì ra đây là hồng hạc nhận thư. Đi nhận thư mà cũng đi một chân nữa, đúng là độc lạ hồng hạc. Mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh VBoss Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.